Đây là một nữ điệp viên này, một cựu phóng viên thường trú ở Trung Quốc, một nhân vật vô cùng quen thuộc ở trên Động Nhện. Ôi, Trung Quốc cái chủ đề này rất là nhạy cảm. Khi mà về nước thì cảm thấy hơi bị khủng hoảng một chút. Ủa sao đi chung về lại dạy tiếng Anh, chị hiểu là tại sao mình về Việt Nam. Điều gì khiến chị lựa chọn là thay đổi công việc? Mình còn trẻ mà em, nước có trẻ có trong. Chưa có cái gì được gọi là ổn định trong cái giai đoạn mà chúng ta đang tầm 25 đến 30 cả. Người trong môn nghề, nếu muốn biết có gì thì bấm nút subscribe nhá. Đây là bài viết "Đừng bán rẻ tuổi trẻ, hãy nhìn xa và đầu tư cho tương lai" của tác giả Thanh CS.xyz. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng nhau bắt đầu bài viết này nhé. Và một lúc nào đó, ta phải phân chia tuổi trẻ của mình một cách hợp lý, dù đang bị trăm thứ cơm áo gạo tiền ghì lấy. Nếu không tự xây dựng ước mơ của mình, người khác sẽ thuê bạn xây dựng ước mơ của họ. Dù thế nào cũng nên sống có ước mơ từ khi còn trẻ và biết nuôi dưỡng ước mơ, đam mê ấy một cách hợp lý. Đừng sinh ra là đốm lửa nhưng cứ tàn dần theo thời gian. Là một người có công lớn đưa Singapore trở thành một con rồng kinh tế của châu Á như hiện nay, trải qua tuổi thơ cơ cực từ thời Singapore chỉ là một hòn đảo bé nhỏ, hoang tàn dưới thời thuộc địa Anh tới thời Bình. Ông Lý Quang Diệu hiểu rõ hơn ai hết quãng thời gian tuổi trẻ quý báu như thế nào. Để phát triển giàu mạnh như bây giờ, dưới thời Lý Quang Diệu tới nay, chính phủ Singapore được xây dựng từ 3 nguyên tắc cơ bản. Trọng dụng nhân tài, thực dụng và trung thực. Không bàn đến câu chuyện thành công của người được coi là vĩ nhân của đảo quốc giàu có Singapore, những bài học từ cơ chế này rất đáng để áp dụng cho mô hình quản trị và phát triển ở Việt Nam. Ông Lý Quang Diệu nổi tiếng với việc dạy con nghiêm khắc từ khi còn nhỏ, luôn dạy con cái tự lập, khiêm tốn, cố gắng phấn đấu hết mình vì đam mê riêng. Vậy thử hỏi, làm thế nào để trở thành một nhân tài được đất nước trọng dụng? Hay nói cách khác, làm thế nào để trở thành một người có tài, có đức để đóng góp xây dựng đất nước? Bất kỳ yếu tố gì cũng phải có nền tảng, quá trình rèn luyện và mài giũa phải bắt đầu từ khi còn nhỏ, từ khi mới bắt đầu có những khái niệm cơ bản về sự cố gắng, tri thức và đam mê. Chẳng có ai thành công nổi tiếng mà không phải trải qua những quãng thời gian khó khăn trên bất kỳ lĩnh vực nào cũng vậy. Showbiz Việt không thể có một nghệ sĩ múa tài ba như Linh Nga nếu cô không dành hơn 10 năm học tập miệt mài chuyên ngành múa ở nước ngoài qua bao khó khăn và khổ luyện. Con người Việt sẽ không có một tiến sĩ toán học được cả thế giới công nhận người Việt đầu tiên đạt giải thưởng Fields nếu như giáo sư Ngô Bảo Châu không sống vì đam mê, miệt mài vì đam mê để tìm ra công thức chứng minh, bổ đề cơ bản là phần quan trọng trong tầm nhìn về toán học mà Robert Langlands, công tác tại Viện Nghiên cứu cao cấp Princeton, New Jersey, đưa ra từ những năm 1960. Thành tựu của Ngô Bảo Châu đã được tạp chí uy tín Time của Mỹ đánh giá là một trong 10 phát kiến khoa học quan trọng nhất của năm 2009. Đồng thời cũng có những minh chứng tiêu biểu hơn để chứng minh rằng họ có một tuổi trẻ đáng giá khi sống và cháy hết mình cho những giá trị có tương lai. Bán rẻ thời gian, sức khỏe, nhiệt huyết và hoài bão của tuổi trẻ. Không khó để bất kỳ một bạn sinh viên nào có thể tìm được một công việc bán thời gian tại một quán ăn uống hay là một cửa hàng quần áo thời trang ở các thành phố lớn như là Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh với mức lương khoảng 8 đến 12.000 đồng trên một giờ. Phải khẳng định rằng, việc các bạn trẻ có trách nhiệm với cuộc sống của mình, làm việc lương thiện để kiếm sống, có tiền trang trải tiền học, tiền nhà là rất đáng quý. Việc có một công việc để nuôi sống bản thân, hạ bớt gánh nặng cho gia đình là một việc đáng trân trọng mà một người trẻ có thể làm được. Việc này tốt hơn rất nhiều so với những người đang lãng phí thời gian tuổi trẻ để hưởng thụ hay để phung phí. Không khó để bất kỳ một bạn sinh viên nào có thể tìm được một công việc bán thời gian tại một quán cà phê hay nhà hàng như vậy. Tuy nhiên, bạn ạ, nếu bạn đang ở tuổi 18 đến 22, cái độ tuổi sinh viên chưa ra trường, bạn hoàn toàn nên suy nghĩ kỹ hơn về định hướng tương lai, định hướng nghề nghiệp của mình. Ngay khi ra trường, ai cũng muốn tìm được một công việc tốt, mức lương ổn định. Nhưng mà sẽ chẳng có nhà tuyển dụng nào muốn tuyển một người với CV nhân viên bán hàng part-time tại cà phê Trung Nguyên, nhân viên vận chuyển hàng cho A đây rồi. Những công việc cho bạn sự giao lưu, vui vẻ, không áp lực và có tiền để trang trải qua ngày không phải là kinh nghiệm mà các nhà tuyển dụng mong muốn.
Hôm nay, khi ngồi với mấy anh bạn đều làm ở các doanh nghiệp lớn, các anh đều đau đầu về việc không tuyển được người cho vị trí còn thiếu ở công ty. Trong đó có một người kể chuyện. Tôi phỏng vấn tuyển dụng, hỏi về kinh nghiệm làm việc. Em ấy rất hồn nhiên kể về khoảng thời gian đã làm phục vụ ở đây, làm lễ tân ở đây, làm đoàn đội sự kiện này, vân vân. Nhưng mà đến khi hỏi đến kiến thức chuyên môn PR Marketing lại không biết gì nhiều cả. Như vậy có thể thấy, có rất nhiều bạn trẻ đang lo mối lo trước mắt mà chưa hề tính đến cái lợi sau này. Không ai có thể đảm bảo cho bạn rằng với một tấm bằng đại học, bạn sẽ có công việc tử tế. Việc tương lai bạn là ai trong xã hội, công việc có mức lương cao đến đâu, tất cả phụ thuộc vào năng lực và sự cố gắng trên một nền tảng nhất định. Nghĩa là, ngay từ khi còn nhiều thời gian rảnh, bên cạnh trường lớp bạn bè, bên cạnh những việc đoàn đội cho bạn kỷ niệm tuổi trẻ, bạn nên suy nghĩ nghiêm túc rằng bạn sẽ là ai trong tương lai? Và để trở thành người đó thì bạn cần gì? Nếu là một công việc hướng ngoại, đi nước ngoài nhiều, bạn đã có tiếng Anh tốt chưa? Đã có bằng IELTS chưa? Giờ đây khi tiếng Anh là phổ cập rồi thì có nên đi học một ngôn ngữ nào khác nữa không? Nếu bạn muốn trở thành một người làm truyền thông, viết báo giỏi, hãy thử trở thành cộng tác viên của các báo. Những bài viết, những nhận xét của người trong nghề sẽ cho bạn rất nhiều bài học vỡ lòng quý giá. Hãy nghiêm khắc với bản thân. Có một số bạn sinh viên thì nghĩ rằng đỗ đại học rồi, nghỉ xả hơi thôi. Sau kỳ thi đại học căng thẳng và mệt mỏi, nhiều bạn trẻ gần như là kiệt sức và nghĩ rằng học đại học rất đơn giản. Chỉ cần đi học đủ, điểm danh đủ, làm bài thi vừa qua là có thể bình yên có một tấm bằng khá khi ra trường. Như vậy là các bạn đang quá nuông chiều bản thân rồi đấy. Có một số người thường rất khắt khe với mọi thứ, nhưng mà lại chẳng mấy khắt khe với chính bản thân mình. Họ có thể dành hàng giờ để đi đọc và bình luận những vụ đạo nhạc scandal rùm beng của cô ca sĩ diễn viên nào đó, hoặc là trở thành anh hùng bàn phím, sẵn sàng đả kích hoặc là bình luận ở những topic hot, với mục đích là trở thành top comment, bình luận được nhiều like nhất. Họ rất khắt khe với mọi thứ diễn ra xung quanh, nhưng mà có khi chẳng biết thực sự mình thích gì, liệu đã bao giờ sống hết mình vì cái gì chưa? Thế nên, đừng khắt khe với người đời nữa, hãy khắt khe với thói quen và lối sống của chính mình trước đã. Thành công ở xã hội này có nhiều loại lắm. Dù bạn có thích chơi game thực sự giỏi, giỏi đến mức đi đấu giải quốc tế và trở thành game thủ cũng là một kiểu thành công. Nếu bạn thích thể thao, hãy tập ngày đêm tới mức có thể trở thành thầy giáo, cô giáo ở trường nào đó cũng là một dạng thành công. Giá của một năm tuổi trẻ người Singapore bằng 1 tỷ USD trong mắt Lý Quang Diệu. Trong khi thực tế cho thấy, nhìn chung bạn trẻ Việt đang bán tuổi trẻ của mình với giá chưa đến 1.000 USD một năm, thấp hơn cả triệu lần. Hãy đặt thử một câu hỏi đơn giản. Khi bạn ở tuổi đôi mươi, bạn có thể làm bất cứ công việc lao động chân tay nào, người ta sẵn sàng thuê bạn để làm bảo vệ, tiếp viên, phục vụ, v.v. Bởi vì bạn đẹp, năng động, có sức khỏe, có tinh thần cởi mở, không ngại khó, không ngại khổ, sẵn sàng làm việc với mức lương chỉ từ 8 đến 12.000 đồng một giờ. Nhưng đến khi bạn 40, 50 tuổi rồi, khi sức khỏe yếu đi, vóc dáng và khả năng làm việc cũng chậm hẳn lại, và bạn vẫn chẳng biết làm gì hơn là bán thời gian của mình cho công việc cần vóc dáng, lễ tân, đón khách, thì liệu có còn ai thuê bạn không? Vào một lúc nào đó, ta phải phân chia tuổi trẻ của mình một cách hợp lý. Dù đang bị trăm thứ cơm áo gạo tiền ghi lấy, nếu không tự xây ước mơ của mình, người khác sẽ thuê bạn xây dựng ước mơ của họ. Dù thế nào đi nữa, cũng nên sống có ước mơ từ khi còn trẻ và biết nuôi dưỡng ước mơ, đam mê ấy một cách hợp lý. Đừng sinh ra là đốm lửa, nhưng cứ tàn dần theo thời gian. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và ấn subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của nhà nhện là spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye!